Nhiều những khủng long các bạn, và chào mừng các bạn đã trở lại với thế giới khủng long. Và đây chúng ta sẽ thiệt nhiên những chú khủng long khổng lồ đây đây. Nhiều chứ kìa không? Wow, và đây là con khủng long Stegosaurus nha. Và đây mình có một con khủng long Stegosaurus khổng lồ với những cái gai lưng nhìn như những cái ngói mái nhà khá là to lớn ở trên góc nhà của chúng ta luôn các bạn. Những cái nhà hồi xưa chúng ta hay dùng các bạn, lại nó có những cái ngói mái như vậy này. Wow, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Được làm khá là chi tiết với màu sắc rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Con này cực kỳ nổi luôn, thấy không? Đó, cái màu nó có màu vàng vàng đỏ đỏ cam cam, thấy không? Đây, và bốn cái gai đuôi là điểm đặc trưng khá là đặc quyền của nó đó các bạn.
Đó, con này có 40 gai đuôi là cái vũ khí của nó với các bạn, hàng gọi là kiếm long Stegosaurus, một loài khủng long khá là to lớn với cái đuôi cực kỳ ngầu luôn, các bạn có thể gục ngã những đối thủ khác luôn. Quá to, quá ngầu. Có gì để các bạn nhìn khủng long Stegosaurus kia, các bạn coi những chiếc gai thì các bạn nhìn rất là to luôn nha. Ok, tiếp theo mình có cái gì đây? Con này khá là đặc biệt các bạn, con này là con ba giót các bạn. Đấy, chúng ta có một con khủng long ba giót các bạn. Con này là khủng long ăn cá nha. Con này đó hình như nó cao lên tới tận 3 mét và tốc độ chạy rất là nhanh nữa này không. Đó, sở hữu cái miệng dài dài với con Spinosaurus, nhưng mà con này nó khá là yếu so với con khủng long Spino. Ô, con này cái khớp bẻ được nha. Đó, nó có bẻ cái đuôi nữa này không. Nó có những cái khớp đuôi nhìn rất là hay luôn. Ồ, được làm khá là chi tiết luôn nha. Wow, nét chứ bộ, con này làm rất là nét luôn. Ok. Một chú khủng long Triceratops, và đây là chú khủng long ba sừng, một trong những loài khủng long cực kỳ nổi tiếng trong thế giới khủng long luôn các bạn. Đó, ai xem phim về khủng long sẽ thấy cảnh của khủng long này bị trọng thương, một con người sẽ tới giúp đỡ đó các bạn. Đây là con khủng long ba sừng của mình đây. Đó, các bạn thôi phim đây, các bạn thấy kích cỡ khổng lồ của nó đã to tới mức nào thấy không? Đó, mình không nhớ con này nặng bao nhiêu nhưng mà nó rất là to nha các bạn. Và chiều cao lên tới khoảng 2 mấy, gần 3 mét luôn các bạn. Ây da, rất là không sao, chú khủng long rất là to. Đấy, rất là ngầu luôn với ba cái sừng nhọn chĩa ra thấy không? Ua, nó có quá sừng xung quanh thế này không? Đấy, đâu phải ba sừng không đâu đúng không? Đó. Chúng ta một con Triceratops khổng lồ luôn, các bạn nhìn to chưa kìa ha. Ok. Một phiên bản T-Rex các bạn. Đây là phiên bản khủng long bạo chúa, nhưng mà nhìn nó khá là xấu các bạn, nó không có được đẹp như khủng long bạo chúa như mình chúng ta thường thấy trên phim nha. À, được làm không có được chi tiết tí nào luôn. À, nhìn của nó cái dạng của nó đục đục sao các bạn. Đó, nhìn nó không thấy cái độ ngầu của con T-Rex luôn thấy không. Đó, để mình kiếm một khủng long bạo chúa khác để cho các bạn xem độ ngầu của nó. Wow, đây khủng long bạo chúa T-Rex các bạn nhìn to chưa thấy không. Đây là con T-Rex khủng long các bạn nhìn ngầu quá nha. Wow, vừa mới nói thấy không? Đấy, đây mới là chú khủng long bạo chúa của chúng ta chứ, thấy không? Khuôn mặt há ra rất là hung dữ luôn. Với cái răng há này không? Mở được luôn nè. Wow, các bạn thấy tiếng cầm của khủng long bạo chúa này bao giờ chưa? Đó, con này rất là bự với cái màu xanh rất là đẹp đó nha. Đấy, ấy da, rất là. Khủng long bạo chúa màu xanh nó đây này, khủng long T-Rex này các bạn. Đấy, ngầu quá trời ngầu luôn đó nha. Wow, một cú một đánh gục luôn con khủng long cổ dài, và chúng ta tiếp tục với con khủng long Brachiosaurus. À, và đây chúng ta có một khủng long cổ dài cực kỳ to lớn luôn các bạn, con này nặng lên tầm mấy chục tấn luôn. Đó. Tính chiều dài từ cơ thể của nó không, từ đầu đến tận đuôi của nó là 16 mét các bạn, rất là bự luôn nha. Và đây chỉ là một cái mô hình thôi, các bạn tưởng tượng nó to tới cỡ nào nha. Thấy không, nhìn đã chưa kìa, thấy không, quá hết trời bự luôn. Wow. Wow, cầm rất là chắc tay luôn các bạn, cái mô hình được làm rất là chi tiết luôn nha. Đây là con khủng long cổ dài Brachiosaurus của bên đây các bạn. Đó, và đây chú khủng long cổ dài đây các bạn. Đây chúng ta có một con Brachiosaurus rất là to lớn luôn nha, không? Đó, thấy ngầu chưa kìa. To chưa kìa. Đó. Wow, nó chạy gì các bạn. Đây là chú khủng long Iguanodon các bạn. Với tốc độ chạy khá là nhanh nhờ vào hai cái chi sâu khá là phát triển các bạn. Đó. Hai cái chi sâu của nó đấy không? Đấy, rất là phát triển luôn nha. Cơ bắp không luôn này không? Wow, ây da. Và chúng ta có một con khủng long Iguanodon khổng lồ luôn nha. Con này là khủng long móng guốc. Đó, nó có cái móng như cái móng guốc của mấy con gì ta? Mấy con ngựa hay gì đúng không ta? Đó, con này chạy rất là nhanh luôn nha. Và con này có hai cái chân trước để hai cái cây này các bạn. Đấy, nó sẽ đứng lên để nó hái trái cây được nha, nó đứng bằng hai chân được luôn ấy, rất là hay. Và chúng ta có gì đây các bạn, cái cổng khổng lồ mở ra, chúng ta có Iguanodon thì các bạn, rất là nhiều những con khủng long Iguanodon thì các bạn, nhìn nó to chưa kìa không luôn. Và đây mình có Brachiosaurus này các bạn, một con khủng long chí màu gần Brachiosaurus các bạn, một chú khủng long khá là đẹp luôn nha. Chúng ta thấy chưa? Ta có một con khủng long thuộc chi màu gà, nó có cái màu đằng sau này không? Đó, giữa con khủng long này nó có nhiều hình dạng đó các bạn. Con này thì có phình la, con thì nó có hình tròn tùm lum, mấy bạn nhìn lạ lắm luôn. Đó, Brachiosaurus đây các bạn, chúng ta có một con khủng long chi màu gà này các bạn. Đấy, nó chạy nhanh chưa kìa thấy không? Đây, một con Brachiosaurus này các bạn.
khoái. Đây, chúng ta có một con Parasaurolophus. Ok, và tiếp theo mình có được một chú khủng long cổ dài xíu to lớn. Wow, các bạn thấy nó to chưa kìa, nhưng mà không phải là con Brachio. Con này là con Abatosaurus các bạn, một chi khủng long cổ dài hay gọi là xà lông Abatosaurus các bạn. Cái phần đầu của nó nhìn như là một cái con chăn khổng lồ nha, chứ không phải là con khủng long cổ dài, nó sẽ có một cái cục nhô lên đó các bạn. Con này là con Abatosaurus, con này chỉ nặng tới 14 tấn thôi, thấy không? Đó, con này kích thước nó nhỏ hơn nhiều so với con Brachio. Đó, và đây là Abato đây các bạn, chúng ta một con khủng long cổ dài Abato đây các bạn, nhìn to chưa kìa thấy không? Đó, ngầu chưa kìa. Wow, một chú khủng long khá là đặc biệt các bạn. Con này nhìn nó rất là giống con khủng long Massacasaurus luôn, mình không biết có đúng hay không nữa nha. Đó, tại vì cái phần đầu của nó toàn là những cái gai không thấy không, nó chạy dọc xuống tận đuôi luôn thấy không. Đây là con Massacasaurus, một chi khủng long khá là nhỏ các bạn. Đấy, nó nhỏ hơn T-Rex tí thôi chứ không có nhỏ lắm nha. Đấy, con này nó nhỏ hơn con Carnotaurus như nó có 2 mét mấy nữa các bạn. Một con khủng long khá là lớn luôn, và con này nó hay có đặc điểm là săn mồi theo đàn nữa nha, nhìn nó hay chưa kìa. Không biết con này là Masiaka hay là Cerato, nó có cái sừng nữa nè. Đó, thôi mình đặt tạo nó Masiaka nha, các bạn nào đáng đúng thì các bạn comment. Wow, và đây là con Masiaka của các bạn. Đây, chúng ta có một con khủng long Masiaka khổng lồ đúng không? Này này dưới nha. Đấy, ok. Một chú Ankylo khổng lồ, và các bạn nên biết là chú dòng họ khủng long Ankylo này có rất là nhiều chi khác nhau luôn. Đó, có con là cái gai của nó sẽ không có nhọn, cái gai nó hình tròn bao bọc xung quanh các bạn. Con này là có khủng long với gai nhọn nha. Con này là Ankylosaurus, có con có là Rictosaurus, đồ này nọ này rất là nhiều các loại saurus luôn. Đó, nhưng mà con này trên tay mình là Ankylo, con này là gai nhím các bạn, gai của nó nhọn ra chỉa ra nè. Và cái lớp giáp trên người của nó như một cái lớp giáp chống đạn các bạn, rất là dày luôn, không có khủng long nào cắn xuyên qua được nổi luôn các bạn. Đó, nó như là con rùa các bạn. Đó, nhưng mà con rùa này có vũ khí nha. Và cái đuôi của nó là cái chùy rất là nguy hiểm này nè, nó quật một cái một là con khủng long nó có thể gãy xương sườn hay gì luôn các bạn. Rất là và đây chúng ta có Ankylo đấy các bạn. Đây chúng ta một con khủng long gai Ankylosaurus nha các bạn, nhìn nó to chưa kìa. Nguy hiểm luôn. Phát hiện được một chú khủng long Triceratops đang lạc đàn các bạn. Ở đây chúng ta một con khủng long Triceratops. À, không, nó nhỏ xíu luôn ha. À, nhìn rất là đáng yêu luôn. Wow, nhìn đẹp chưa không? Đây là khủng long ba sừng Triceratops mình đây các bạn. Ba sừng rất là ngầu luôn. Ồ, và đây là khủng long ba sừng Triceratops nha các bạn. Đấy, con khủng long này có ba cái sừng rất là nhỏ luôn các bạn. À. À. Dilophosaurus. Wow, và đây là con khủng long Dilophosaurus. Hai các bạn đang phình ra đang đe dọa khủng long này. Con này có hai cái mang điểm đặc biệt của nó luôn nha các bạn, nhìn rất là hay luôn. Đó, nhìn nó đẹp chưa kìa đó. Đây là con khủng long Dilophosaurus khổng lồ bên đây. Đấy, con này tốc độ chạy rất là nhanh luôn. Wow, Dilophosaurus. Đây chúng ta một con khủng long Dilophosaurus thì các bạn. Đấy, con khủng long hai cái mang phình ra nhìn rất là ngầu đấy chứ. Mà nó chuyên gia săn những con khủng long nhỏ hơn. Đó. Wow, trên đây mình là con Amagasaurus, đây là con khủng long cổ siêu dài Amagasaurus các bạn. Wow, với cái phần lưng của nó là những cái gai nhọn chĩa lên các bạn. Đây, đặc điểm nhận dạng của nó nhìn rất là đặc biệt luôn nha các bạn. Đây là con Amaga khổng lồ của mình đây. Đó, con này có cái gai từ đầu đến tận đuôi luôn các bạn, nhìn ghê chưa thấy không? Đấy, nhưng mà trong game hay trong phim thì nó chỉ có phần lưng dài tới đây rồi các bạn, không có dài tới đây đâu. Wow, bên đây mình có Amaga đây các bạn. Đây là chú khủng long Amagasaurus các bạn, nhìn nó to chưa kìa. Mình có gì đây này, khủng long bạo chúa T-Rex. Wow, một phiên bản khủng long bạo chúa T-Rex màu vàng cam các bạn, nhìn nó to chưa kìa. Nhìn đẹp đấy chứ không. Wow, con này có cái sừng hốc mắt nhìn rất là hay luôn ha. Đó, được làm khá là chi tiết luôn đấy chứ bộ. Đấy, nhìn ngầu chưa kìa không. Chúng ta có con T-Rex khủng long. Và chúng ta có khủng long bạo chúa T-Rex to quá chứ to luôn. To luôn, nhìn nó rất là to lớn luôn. Ồ, bên đây mình có khủng long kiếm long Stego. Wow, một phiên bản Stego màu xanh dương các bạn. Đó, chúng ta có một con khủng long gai Stegosaurus màu xanh dương nha các bạn. Bốn cái gai đuôi của nó nhìn lạ chưa kìa thấy không? Đấy. Con này nó khá là to lớn luôn thấy không? Wow, một khủng long Stego. Ồ, bên đây có Stegosaurus các bạn. Các bạn ơi, chúng ta có một con khủng long Stegosaurus khá là bự luôn phải không? Đó. Stegosaurus khá là đặc biệt. Wow, con khủng long ba sừng này nhìn có vẻ chiến nha. Đấy. Nhìn có vẻ khá là hung dữ luôn ấy chứ. Đấy, cái phần gai lưng rồi này nọ, cái răng của nó nhìn nó nhọn quắc luôn các bạn, nhìn nó rất là khát máu luôn, nhìn ghê quá.
Đó, chúng ta có một con khủng long ba sừng Triceratops khổng lồ với cái phần sừng bị gãy một bên do cuộc chiến nào đó gây ra đây, các bạn nhìn to chưa kìa đó. Wow, cái lớp giáp, nhìn những cái bộ áo giáp trên người nó chứ không phải là. Qua đây là Batman Triceratops các bạn ơi. Batman này mà có màu cam cam đỏ đỏ lạ nha, nó phải có màu đen chứ nha. Cái giáp, cái da này các bạn nhìn ghê chưa kìa. Oh, wow, mẹ em này chúng ta đã bỏ qua một cái găng tay khá là đẹp rồi. À, và đây là găng tay khủng long bạo chúa khổng lồ. Đấy, nó đang rất là đói bụng luôn các bạn, nó đang tìm kiếm đồ ăn này không. Wow, một cái găng tay khủng long bạo chúa nhìn rất là chiến luôn. Wow, to quá trời to này các bạn, cái phần miệng của nó không là bự hơn các bạn. Khủng long bạo chúa đây các bạn, đây là T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ của mình đây các bạn, nhìn to chưa kìa. Một khủng long luôn rồi đó. Ở phía xa xa chúng ta phát hiện được một khủng long. Ui, nó phát hiện ra chúng ta rồi các bạn. Đây là con Indoraptor nha. Đó. Và chúng ta có một con khủng long Indoraptor khổng lồ được lai tạo từ gen của Indominus Rex với cả một con Velociraptor các bạn. Loài khủng long cực kỳ thông minh luôn các bạn và sở hữu cái độ máu lạnh cực kỳ ghê luôn. Đó, con này có thể cảm nhận được cái hình như gọi là cảm nhận được nhiệt lượng hay gì các bạn. Đấy, nó cảm nhận được cái nhiệt người ta tỏa ra đó, sẽ săn mồi đó các bạn. Đây các bạn, Indoraptor đây các bạn. Wow, một con khủng long khổng lồ luôn các bạn. Con này là con khủng long cực kỳ, nó được kết hợp gen của con Indoraptor rất là ghê luôn. Và ở đây chúng ta phát hiện được con khủng long bạo chúa khổng lồ lên tiếng luôn các bạn. Wow, nó cắn mình rồi. Ở đây chúng ta có con khủng long bạo chúa màu đỏ nha. Đây là phiên bản T-Rex khổng lồ màu đỏ của mình thì các bạn nhìn nó to xưa kìa ha. Rất là bự luôn các bạn ơi, chúng ta có khủng long bạo chúa. Oh wow, bên đây khủng long bạo chúa T-Rex à. À, chúng ta có một T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. À, ngầu chưa kìa. Chúa to quá trời to luôn thấy không? Wow. Ở đây mình có dễ bạn quá chạy khủng long thấy không? Đấy, nhìn đã chưa kìa bạn, chúng ta đã chứng kiến khủng long. Ở đây chúng ta có một con khủng long Bachycephalosaurus khổng lồ. Đó, nó là khổng lồ vậy thôi chứ nó không có to lắm các bạn, con này chỉ có 3 mét thôi nha. Đấy, chúng ta có một con khủng long Bachycephalosaurus, một chi khủng long với cái phần đầu khá là cứng do nó xảy ra cuộc chiến với các loài đợt khủng long cùng loại với nó nha. Đấy, những con khủng long này sẽ rèn luyện cái phần đầu của nó bằng cách hút đầu vào nhau các bạn. Đó, rồi riết rồi nó sưng rồi nó chai vậy đó các bạn, nhìn lạ chưa vậy không? Đó, một cái kỹ năng khá là lạ bắt của loài khủng long này nha. Bachycephalosaurus. Wow, và đây mình có vậy các bạn, Bachycephalosaurus nha. Đấy, chúng ta có một con khủng long Bachycephalosaurus với đầu rất là dày luôn kìa các bạn, nhìn ngầu chưa kìa. Giỡn thôi các bạn, đây là con cá sấu khổng lồ phiên bản đồ chơi các bạn. Đó, con này là alligator các bạn. Nó có một con khủng long, con cá sấu cùng loài nó là crocodile nha. Đây là alligator, cá sấu nước lở các bạn. Và con này có thể bơi ra biển và nó sinh sống ngoài biển được nha. Đó, các bạn thấy cá sấu ngoài biển chưa? Ghê chưa, thấy không? Đó, search Google tư liệu là sẽ ra con này nha các bạn. Đây là alligator đây các bạn, một loài cá sấu khá là to lớn. Con này có thể chiều dài lên tận 7 mét nữa các bạn. Đó, và cái cận thể của nó phải nói là rất là to lớn luôn nha. Đây là cá sấu khổng lồ của mình đây, to quá trời to luôn. À, một con alligator các bạn, một chú cá sấu khổng lồ luôn nha các bạn. À, nhìn ngầu chưa kìa đó, này chúng ta có một alligator khá là to lớn. Bên đây mình có Monolophosaurus nữa đây các bạn, một con khủng long Monolophosaurus các bạn. Đây là loài săn mồi theo đàn nha, nó không bao giờ đi riêng một mình đâu các bạn, nó đi theo đàn, nó cả bầy nó đi chung với nhau nha. Đấy, chúng ta có một con Monolophosaurus các bạn, nhìn nó to chưa vậy thấy không? Các bạn này chúng ta có Monolophosaurus các bạn. Chạy nhanh chưa kìa thấy không? Monolophosaurus khổng lồ. Wow, đây mình có Ankylo đây các bạn, đây là một khủng long gà Ankylosaurus các bạn này các bạn. Con này nó có những cái gai nhọn trên người nữa không, nhìn rất là lạ mắt luôn này. Đó, bạn thấy phần lưng của nó chưa, nó có những cái gai rất là cứng luôn nha. Con này nó có một màu tím tím đấy các bạn, gai của nó rất là dày luôn chứ. Đẹp chưa nhá, đây là con Ankylosaurus khổng lồ này. Wow, cầm rất là chắc tay luôn nha, đẹp nó đẹp chứ. Wow, và đây chúng ta có Ankylo đây các bạn, một con khủng long gai Ankylo đây các bạn, to quá trời to lớn luôn ha. Oh wow, Masiaka đây các bạn. Wow, và đây là khủng long Masiaka tới đây. Chúng ta có một khủng long Masiaka khổng lồ luôn thấy không? Đó, nó sở hữu những cái gai trên người của nó mà nó có một cái màu cam rất là bắt mắt luôn thấy không? Đây, khủng long Masiaka này có thể năng chạy rất là nhanh luôn các bạn, như là một cái phiên bản của cái long bạo chúa Bini ấy các bạn. Con này nhỏ của long bạo chúa và nó ốm hơn rất là nhiều luôn. Con này chỉ cao hơn 3,7 mét thôi các bạn. Oh, và đây là Masiaka đây các bạn. Chúng ta có một con khủng long Masiaka khá là đẹp luôn nha các bạn. Nhìn ngầu chưa kìa không? Nhìn nó bự chưa?
Đây, vừa nhắc khủng long bạo chúa mà chúng ta có ngay một phiên bản khủng long bạo chúa nhìn rất là chiến luôn các bạn. Hai cái phần này chỉ ra mình thử cái sừng của nó không các bạn. Đó, mém nữa là thử cái này là con cam hổ sơ đó mà không nha, đây là khủng long bạo chúa phiên bản chế ra các bạn. Đó, chứ không có khủng long bạo chúa nào mà nhìn nó ốm nhơ mắm nhách như vậy á, bạn nhìn thấy không, lòi xương ra luôn là nhìn tội chưa. Cái khuôn mặt của nó nhìn nó không có dữ nó ơi, nhìn nó ghê ghê chứ không gọi là dữ các bạn. Đó, nhìn chưa được có đủ khung dữ lắm nha. Đây là siêu ghét các bạn, nhìn to chưa, ghê chưa, hết hồn chưa. Wow, mà đây khủng long bạo chúa T-Rex các bạn, lại chúng ta một con Tyrannosaurus khổng lồ luôn kìa không, đấy nhìn ngầu xíu kìa. Dạ thôi. Tiếp theo mình có gì đây, đây là khủng long Stegosaurus, con này có một cam đây các bạn, to quá trời to luôn. Và đây chúng ta một con khủng long đứng ngồi mãi trên lưng các bạn. Đó, nhìn nó mát mang cái căn nhà cũng như nó giỡn lại các bạn. Đây là con khủng long kiếm long Stegosaurus, con này có 4 gai đuôi rất là nhọn luôn nha. Đây chúng ta có một con khủng long gai đuôi của nó, thấy không, được làm rất là chi tiết luôn. Bốn cái gai đuôi của nó là 4 cái thanh kiếm các bạn, được người ta đồn là 4 cái thanh kiếm nên gọi là kiếm long Stegosaurus. Đó là cái vũ khí duy nhất của các bạn. Rất là to và nặng nha. Và đây chúng ta có một con Stego đây các bạn. Đây, chúng ta có một con lòng gai Stegosaurus nha, nhìn nó to kìa không, đã chưa. Oh, wow, các bạn nhìn là cũng biết con này có gì đúng không? Đây là thương long thời tiền sử, một cái sinh vật và nó là rất là nổi tiếng luôn. Con thằng lặn biển xuất hiện trong bộ phim mà cái cuốn mà nó nhảy lên nó táp con cá mập đó các bạn, được cho ăn đó các bạn. Các bạn nhìn thấy cái độ vĩ đại của nó chưa, thấy không, nhưng mà thực chất nó là phim thôi chứ ngoài đời á người ta nghiên cứu nó chỉ dài đến tận 14 mét các bạn, trong phim nó lên tới 27 mét lận nha, cái chiều cao chiều dài nó khá là ảo rồi. Con này chỉ có 14 mét thôi nhưng mà nó vẫn là bá chủ đại dương các bạn, đó thời kỳ của nó nha. Nó đi cùng với con Lesiosaurus đó các bạn, con xà lông nha, con này là Mosasaurus. Đây là thương long thời tiền sử, nhìn hình dạng của nó dài dài như cây thương khổng lồ nha. Đấy. Và đây chúng ta có Mosasaurus, các bạn thương long Mosasaurus con này bơi rất là nhanh nữa kìa đó. Đấy, nhìn ngầu chưa? Thấy không? Nhìn rất là giống đúng không? Ok. Đây là con Spinosaurus này. Wow, và trước mặt các bạn là khủng long Spino đây các bạn, con này nó có cái miệng khá là dài, cục lợi thuận lợi cho cái việc bắt cá của nó thấy không. Đó, nó sử dụng cái miệng dài của nó để kiếm những con cá và nó cắn ăn các bạn, rất là hay luôn nha. Và cái lưng của nó thấy không, như một cái vây lưng khổng lồ luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long Spinosaurus khá là to lớn màu hồng nha, nhìn lạ mắt chưa kìa đâu. Wow, và đây là Spinosaurus hết các bạn, một con khủng long khổng lồ Spino to. Oh, thêm một con kiếm long Stego mà con này có màu xanh, con này có hình chắc rồi nha, con này làm chắc lắm các bạn, cứng nhắc à. Đó, mô hình của nó làm rất là cứng luôn nha các bạn ơi. Chúng ta có một con khủng long Stegosaurus kiếm long khổng lồ đây. Wow, sở hữu cái màu xanh và cái khuôn mặt của nó nhìn nó hài hài cái gì các bạn, nhìn nó không có được khung dữ lắm nha, nó hài hài sao các bạn. Ở đây không sao, chúng ta có một con khủng long. Bây giờ đây các bạn, Stegosaurus, một con khủng long gai Stego đấy các bạn, kiếm long Stego khổng lồ luôn. Đây qua khổng lồ. Yeah. Đây chúng ta là con cá rô đấy các bạn. Con này có hai cái sừng này. Cái miệng nó há rất là dữ nữa không? Rất là hung dữ luôn các bạn. Đây chúng ta có một con cá rô rất khổng lồ luôn nha các bạn. Ở đây chúng ta có đây. Nó rất là bự luôn. Con này cao tới tận 3,8 mét lận và đây là loài khủng long săn mồi theo đàn các bạn. Nó không bao giờ đi một mình đâu các bạn, nó đi một lần hai con không các bạn. Đó. Dạ, nhìn nó to chưa thấy không? Con này nó dám thách thức được cả khủng long cài bạo chúa mà các bạn, trong bộ phim gì nó cắn nhau với khủng long bạo chúa luôn mà nó đâu có sợ đâu. Đó. Một con Carnotaurus nha, chúng ta một con khủng long đầu bò Carnotaurus thì các bạn nhìn lạ quá nha. Không, một phiên bản khủng long bạo chúa mini đó các bạn. Có màu đỏ đỏ đó các bạn, chúng ta có một con mini nữa các bạn. Nhìn hay chưa? Wow, và cái phần đầu của nó các bạn có màu đỏ đỏ đen đen nhìn rất là lạ luôn ha. Chúng ta có một con Tyrannosaurus nha các bạn, đã chưa? Khủng long bạo chúa T-Rex. Chúng ta có một con Tyrannosaurus khổng lồ luôn nha các bạn. Thấy nhìn hầu chưa kìa. Cái này nó rực luôn. Ok. Wow, chú thằn lằn bay khổng lồ Bicharodon các bạn. Wow, và đây là thằn lằn bay khá là to lớn, mình để lại sải cánh lên tới 4 mét, cái tốc độ bay của nó khá là nhanh luôn nha. Ở chưa kìa đâu, chúng ta có thằng bay khá là bự luôn này, tốc độ bay rất là lẹ luôn này.
thằng lằn bay Bitararon thì các bạn, ở đây chúng ta một thằng lằn bay khổng lồ với sải cánh là tới 4m luôn, và tốc độ bay của nó phải nói là rất rất là nhanh luôn ấy các bạn. Wow, một chú khủng long bạo chúa khổng lồ với cái miệng há được này. Đó, là khủng long bạo chúa rất là hiếu chiến luôn. Đó, như các bạn thấy khủng long bạo chúa mình đã đòi cho há miệng. Đây, chúng ta có khủng long bạo chúa T-Rex đấy các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa, thấy không? Chúng ta có một T-Rex khổng lồ luôn. Đó, nhìn nó to chưa các bạn. Khủng long cổ dài Brachiosaurus, và chúng ta có một con khủng long cổ dài Brachio đấy các bạn. Đây là chú khủng long khá là to của mình đây bạn. Con này nặng lên đến 30 tấn, cổ khá là dài luôn các bạn. Đó, các bạn thấy đã chưa kể không? Chỉ cổ của nó không là dài nó tận 6 mét rồi, cộng thêm cả chi dài trong thể nó lên đến mười mấy mét rồi các bạn. Một con khủng long cổ dài khổng lồ luôn. Cổ dài khá là lớn luôn các bạn, nhìn nó ngầu chưa kìa. Chúng ta một con Brachiosaurus nặng đến mấy chục tấn luôn nha. Quá to luôn. Wow, mình đang lồng lõi xuống C-Map thì mình đã bao các bạn, chúng ta một con lồng C-Map nhau to thấy không? Đó, nhìn nó bự chưa kìa các bạn. Đây là Tyrannosaurus khổng lồ của bên đây, to lớn cực kỳ với một cái màu đỏ với những cái sọc sọc màu đen nhìn rất là bắt mắt luôn nha. Đó, và đây là khủng long bội chúa phiên bản thời tiền sử. Wow, nhìn nó bự chưa kìa không? Đó, và chúng ta có gì đây các bạn, khủng long bội chúa đang đi săn mồi trong một cái rừng rậm khổng lồ các bạn. À, đây là cái rừng nhân tạo được tạo ra để chúng ta nói. Qua đây là khủng long bự. Này là khủng long Triceratops các bạn, không phải bạo chúa nhầm. To chưa? Wow, T-Rex Tyrannosaurus một phiên bản khủng long bự. Đây chúng ta có một Tyrannosaurus khổng lồ luôn thấy không? Nhìn nó bự chưa kìa không? Cái phần răng làm rất là chi tiết luôn thấy không? Nói một cái màu cam nhìn rất là bắt mắt luôn nha, và cái đầu của nó là một cái hốc. Đó. Nhìn nó làm mình liên tưởng đến con khủng long Gigantosaurus, nhưng mà thực chất đây là khủng long bạo chúa. Chúng ta có khủng long bạo chúa T-Rex các bạn. Chúng ta có một con khủng long Tyrannosaurus khổng lồ luôn nha các bạn. Nhìn nó to chưa kìa. Nhìn nó đã chưa kìa. Ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Abato khổng lồ thuộc họ cổ dài hay gọi là xà lông khổng lồ các bạn. Ở đây giỡn đây, con này là khủng long cổ dài phiên bản cái đầu rắn các bạn. Mà nó rõ là cái đầu đó như con rắn, con chăn vậy đó các bạn, rất là to lớn luôn nha. Một chú khủng long khổng lồ thời tiền sử và nó to quá trời to luôn. Mà cái người của nó các bạn nhìn bự chưa? Quá. Và đây chúng ta có Abato đây các bạn. Chúng ta có một con khủng long Abato khổng lồ, con này là khủng long cổ dài nhìn nó rất là ngầu luôn. Quá đã luôn. Wow, tiếp theo mình có Triceratops khổng lồ luôn các bạn ơi. Chúng ta có khủng long ba sừng Triceratops. Đó, như vậy thấy khủng long này có ba cái sừng rất là nhọn, và có màu xanh lá cây trên người nữa đó nè. Đó, nó kiểu cái sọc sọc trên người thấy không? Hay chưa kìa không? Đây là con khủng long ba sừng Triceratops. Và đây là khủng long ba sừng Triceratops nha các bạn. Đấy, chúng ta một con khủng long ba sừng rất là to luôn. Của mình đây. Rất là hung dữ luôn các bạn. Đó. Wow, khủng long bạo chúa T-Rex. Giỡn các bạn, đây là con T-Rex này các bạn, to chưa? Đó, nhìn đã chưa các bạn, ngầu quá trời ngầu luôn. Và đây là con khủng long bạo chúa đây các bạn, đang được săn mồi đây cho tao một T-Rex khổng lồ Tyrannosaurus khá là lớn luôn các bạn. Đây, chúng ta có một Tyrannosaurus khổng lồ luôn nha, một phiên bản khủng long bạo chúa nhìn rất là chiến luôn. Đó, phiên bản chibi được làm bởi hãng Mattel. Đây, chúng ta có một con khủng long bạo chúa có thể thay đổi khuôn mặt được này nọ được, rất hay luôn. Ấn cái nút này, đó, thay đổi khuôn mặt đây ha. Miệng nó cạp cạp, nhờ cái nút ở dưới đấy các bạn bấm mà sẽ cạp cạp nhìn rất là hay luôn nha. Và đây là con khủng long bạo chúa T-Rex các bạn, nhìn ngầu chưa kìa đó. Chúng ta một con T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ luôn nha các bạn. Và chúng ta có một bộ sưu tập khủng long khổng lồ được tìm thấy ở đây. Quá trời, những chú khủng long nó được tìm luôn. Quá ngầu luôn, đã chưa thấy không? Wow.